Diễn viên Anh Đức đừng làm mẹ cáu. Ngoài đời ra trường, bảo thủ trái ngược chàng theo, làm giảng viên đại học, tổ ấm viên mãn bên vợ và hai con. Vựa mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Mặt mũi co rúm vào, mình không thở nổi nữa. Đừng làm mẹ cáu là bộ phim đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Bên cạnh câu chuyện của các nhân vật chính do Quỳnh Cun, Nhan Phúc Vinh, Bình An, Quỳnh Lương thủ vai thì các diễn viên phụ mỗi người đều có những màu sắc thú vị riêng. Một trong những nhân vật dù xuất hiện ít nhưng vẫn ghi dấu ấn với khán giả bởi nét duyên dáng, đem đến sự lạc quan, tích cực, đó là chàng thêu yêu màu hồng do diễn viên Anh Đức thủ vai. Anh Đức vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi anh chuyên đóng vai hài trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Những Người Độc Thân Vui Vẻ, Sống Chung Với Mẹ Chồng. Nổi bật nhất phải kể đến vai diễn Khải Sở Khanh trong Người Phán Xử, bởi đây là một bộ phim hình sự, tội phạm nhưng sự duyên dáng của anh Đức đã mang đến những phút giây thoải mái, dễ thở nhất cho người xem. Anh Đức cũng khá bình thản khi được nhiều đạo diễn giao cho những dạng vai tếu táo, hài hước. Nam diễn viên cho biết cũng muốn trở nên đa dạng trong mắt khán giả, tuy nhiên cũng rất hạnh phúc khi được yêu mến với dạng vai hài, đó là sở trường của anh. Với nhân vật thêu trong Đừng Làm Mẹ Cáu, nam diễn viên cho hay chàng trai này là một nhân vật thú vị, yêu màu hồng và sống rất tình cảm, tuy nhiên hơi ái. Với nhiều người có thể thấy lạ nhưng thực ra đây là dạng vai anh Đức đã diễn từ khi mới vào nghề. Đó là lý do nhiều đồng nghiệp gọi anh với biệt danh Đức Ái. Trên phim chuyên đóng vai hài nhưng ngoài đời anh Đức đang đảm nhận chức vụ phó trưởng bộ môn diễn viên kịch điện ảnh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Anh được sinh viên nhận xét là người thầy luôn truyền cảm hứng tích cực và tận tâm với nghề. Anh Đức cũng thừa nhận tính cách của mình trái ngược hẳn với những nhân vật trên phim. Ví dụ như trên phim Người Phán Xử là Khải Sợ vợ chứ ngoài đời anh Đức cho biết anh có tính gia trưởng và bảo thủ, dĩ nhiên là ở mức chấp nhận được. Anh Đức và vợ yêu nhau từ khi học đại học, khi ấy anh thì nhút nhát trong chuyện tình cảm, thích cũng không dám nói. Ngày ấy vợ anh đã chủ động hẹn hò, dù đi chơi, xem phim. Sự bạo dạn của cô đã khiến anh tự tin hơn, dốc can đảm để tỏ tình và đã thành đôi đến tận bây giờ. Nam diễn viên và vợ đã trải qua 21 năm bên nhau, thế nên bà xã nam diễn viên cũng hiểu cho tính cách của chồng cũng như cảm thông cho công việc làm nghệ thuật của anh. Họ đã có chung hai con, đủ nếp đủ tẻ. Anh Đức cho biết vợ đã xem anh diễn những dạng vai ái, hài nhiều nên khi xem Đừng Làm Mẹ Cáu không có gì bất ngờ. Còn hai con nam diễn viên thì khá lạ lẫm và hốt hoảng khi bố toàn sắm quần áo màu hồng, rồi thấy bố trên TV toàn những cử chỉ điệu bộ lạ lẫm. Với anh Đức, điều khó nhất khi anh thể hiện nhân vật là phải ra được tính cách con người theo, bật lên được giới tính nhưng phải nhẹ nhàng duyên dáng. Nếu lố bịch, ố rề thì sẽ tạo hiệu ứng ngược. Dù diễn nhiều vai ẻo lả nhưng anh Đức cho biết sau khi đóng máy là xả vai liền, không bị nhiễm. Ngoài đời anh rất trầm lắng, ít nói nên có người ít tiếp xúc có thể sẽ đánh giá là người khó gần, lạnh lùng và rất mến ly. Trước đây anh Đức từng có 4 năm theo học Nhạc viện Hà Nội. Anh có đam mê diễn xuất và từng có ý định thi diễn viên, thế nhưng lại đổi ý theo âm nhạc vì gia đình có truyền thống, bố mẹ đều là giảng viên âm nhạc. Đúng là nghề chọn người, cuối cùng thì anh Đức vẫn có duyên với diễn xuất và nổi tiếng qua các vai diễn phim truyền hình. Có thể nói, anh Đức đã có một vai diễn ấn tượng, góp phần làm nên thành công của Đừng Làm Mẹ Cáu. Chúc cho nam diễn viên sẽ ngày càng có nhiều vai diễn hay, đa dạng trên màn ảnh nhỏ. Theo dõi Vựa Mối Phim Việt để cập nhật thông tin về các phim truyền hình và cuộc sống các diễn viên sau màn ảnh.